West Ham đã sớm cho thấy sự chủ động ngay từ khi bóng lăn với lá cờ đầu Antonio. Từ quả tạt thuận lợi của Aaron Cresswell, Antonio thoát ra sau lưng hàng thủ của Leicester và tung cú đánh đầu mạnh mẽ mở tỷ số cho West Ham. Pablo Fornals nhân đôi cách biệt cho West Ham. Đây là tình huống mà tiền vệ người Tây Ban Nha khéo léo dứt điểm vào góc hẹp khung thành của Smeisen. Phút 83, chính Pablo Fornals treo khe tinh tế cho Bowen thoát xuống ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Phút 61, Arsenal đã chính thức mở tỷ số từ hàng loạt pha phối hợp đẹp mắt, bóng được thả xuống đáy biên cho Bellerin. Hậu vệ người Tây Ban Nha tung ra cú cơ bổng thuận lợi cho Saka đánh đầu mở tỷ số. Chưa kịp ổn định lại sau bàn thua, Sheffield tiếp tục phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Lần này tiếp tục là Bellerin kiến tạo và bóng đã nằm gọn trong lưới sau cú cứa lòng cực sắc sảo của Nicolas Pepe. Tất cả những gì mà đội khách làm được trong phần còn lại của trận đấu chỉ là một cú cứa lòng của Mark Goldrick. Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đón tiếp Tottenham trên sân nhà ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền. Phút thứ 4, Harry Maguire phạm sai lầm khó tin, biếu không bàn gỡ hòa cho Ndombele trước khi đội trưởng MU tiếp tục sơ hở để Kane chọc khe, giúp cho Son Heung-min ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay phút thứ 7 của trận đấu. Son Heung-min đáp lễ Harry Kane với pha kiến tạo để tiền đạo người Anh lập công ở phút 30. Son Heung-min tiếp tục là người lập công sau đường kiến tạo của Aurier. Anh hoàn thành cú đúp ở phút 51 khi nâng tỷ số lên 5-1. Phút 78, cơn ác mộng của MU khép lại bằng pha đá phạt đền thành công của Harry Kane ấn định tỷ số 6-1 ngay tại Old Trafford. Phút thứ 4, Adrian mắc sai lầm nghiêm trọng, anh chuyền bóng hướng tới Van Dijk nhưng đường bóng đi không chính xác. Grealish lấy bóng ở phía trái trong vòng cấm địa và kiến tạo cho Watkins sút tung lưới đội khách mở tỷ số trận đấu. Phút 22, Grealish tỉa bóng tinh tế từ giữa sân để Watkins lao xuống bên biên trái. Tiền đạo số 11 của Aston Villa dứt điểm hạ gục Adrian nhân đôi cách biệt. Đội khách thắp lên hy vọng với bàn thắng ở phút 31 của Salah. Phút 35, Buckley nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Phút 39, 55, lần lượt Watkins và Buckley nâng tỷ số lên 5-1. Phút 60, Salah níu kéo hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số, tuy nhiên Liverpool còn nhận thêm 2 bàn thua do công của Jack Grealish, ấn định kết quả 7-2 cho Aston Villa. Dù làm khác nhưng nhà vô địch Europa League đã cho thấy được sự chủ động của mình. Và sự chủ động này đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng đầy bất ngờ của Luke De Jong ngay phút thứ 7. Ngay sau đó Barca kịp bừng tỉnh và lập tức có bàn gỡ hòa chỉ sau 3 phút. Người lập công là Coutinho, hiệp 2 không có thêm bàn thắng, chung cuộc Barca hòa 1-1 trước Sevilla. Làm khách trước Levante, Real Madrid không ngần ngại áp đặt thế trận ngay từ đầu. Sau một vài tình huống bị bỏ lỡ, bàn mở tỷ số đến với đội khách ở phút 16 sau cú đá đẳng cấp của Vinicius Junior. Bước sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục thi đấu trên cờ. Phút bù giờ cuối cùng, Benzema lập công để hoàn tất chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho Madrid. Inter Milan nhập cuộc tự tin và triển khai tấn công khá đa dạng. Với lối chơi như thế, Inter Milan đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Lautaro Martinez. Sau giờ nghỉ, Lazio bất ngờ có bàn thắng vào lưới Inter Milan nhờ nỗ lực của Sergej Milinkovic-Savic. Tiền vệ này đánh đầu dũng mãnh ở góc hẹp sau pha tạt bóng chính xác từ cánh trái của Acerbi. Quân bình tỷ số trận đấu, tỷ số 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng. Atalanta chỉ cần 7 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Luis Muriel thoát xuống để tốc độ trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc và 1-0 cho Atalanta, nhưng đến phút 24, bất ngờ xảy ra trên sân Kewis. Khi trung vệ tân binh Diego Godin gỡ hòa 1-1 cho Cagliari 5 phút sau khi để Cagliari gỡ hòa, Atalanta đã lần thứ 2 vượt lên nhờ công của Gomez với pha cứa lòng kỹ thuật về góc xa. Trước lúc hiệp 1 khép lại, hai bàn thắng của Pasalic và Zapata đã giúp cho Atalanta dẫn trước 4-1. Sang hiệp 2, mỗi đội có thêm một bàn thắng khép lại chiến thắng tưng bừng 5-2 cho Atalanta. Ở trận đấu muộn, AC Milan giành chiến thắng 3-0 trước Spezia, trong đó trận cầu tâm điểm giữa Napoli và Juventus bị hoãn. Phút 20, đội chủ nhà cuối cùng cũng đã được ăn mừng bàn mở tỷ số. Người lập công là cái tên quen thuộc Robert Lewandowski. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 6 phút, cầu thủ người Ba Lan đã tiếp tục tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho Bayern bằng một pha xoay người và dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên, liên tiếp vào các phút 59 và 71, John Andres Cordoba và Matheu Cunha đã ghi hai bàn thắng để đưa trận đấu về thế cân bằng. Tới phút 85, Lewandowski có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu để một lần nữa đưa Bayern vượt lên. Nhưng rồi chỉ 3 phút sau, sự yếu kém trong phòng ngự lại khiến họ tiếp tục để thủng lưới. Ở những phút bù giờ, trên chấm 11m, Lewandowski hoàn tất ngày thi đấu chói sáng của mình với pha lập công thứ 4 để ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Bayern Munich. Theo thông tin mới nhất từ Sky Sport, Man United đã đồng ý trả 20 triệu euro cho Porto chỉ ít giờ sau khi đề nghị mới trị giá 17 triệu euro của họ bị gạt đi. Đại diện Bồ Đào Nha ngay lập tức gật đầu bởi đây đúng là con số mà họ yêu cầu suốt thời gian qua. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định Man United đã đạt mọi thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với Porto. Khác với Sky Sport, Romano cho biết mức giá của thương vụ này là 15 triệu euro chưa kể phụ phí. Dự kiến Telles sẽ có mặt tại Manchester trong thời gian sớm nhất để thực hiện kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng.
ngay phút thứ hai, chính xác là phút thứ 1 và 37 giây ở trận đại chiến giữa MU và Spurs trên sân nhà Old Trafford, Fernandes đã mở tỷ số cho Quỷ Đỏ từ cự ly 11m quen thuộc. Với pha lập công kể trên, Fernandes đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi bàn từ 11m sớm nhất trong một trận đấu tại Premier League, phút thứ 1 và 37 giây. Nếu tính riêng trong mùa MU, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã thực hiện 10 quả penalty và tỷ lệ thành công là 100%. Sau sự ra đi của Romelu Lukaku, Man United thiếu hẳn một số 9 điển hình. Nhiều thời điểm, Man United gặp bế tắc trong khâu ghi bàn và Cavani được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này. Dù vậy, đã có không ít những sự nghi ngại về khả năng thích nghi của Cavani ở Premier League cũng như anh đã qua thời đỉnh cao. Tuy nhiên, nguồn tin từ tờ Standard khẳng định, chân sút người Uruguay đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ với Man United rằng anh vẫn còn sự nghiệp đỉnh cao ở phía trước và dù đã 33 tuổi, khả năng ghi bàn vẫn chưa hề bị mai một. Những thông tin vừa rồi đã khép lại tin nóng bóng đá của bóng đá 24h.vn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!